Chắc chắn là điện thoại quấy hỏng rồi. Tôi nghi tiền sử không rõ ràng. Nghe đồn là một cô nhi bị bắt giữ trong số những người trực biên. Mấy năm trước quen được Kiều Phi trong một hoạt động phi pháp. Nay là người yêu của hắn, có nhiều kinh nghiệm phạm tội. Em đang ở đâu? Anh đi tìm em. Có thể để anh xem điện thoại của em một lát không? Cuối cùng cũng đã gặp mặt. Thuyền trưởng hải tặc. Anh là... Ngồi đi. PayPay là ứng dụng thanh toán qua mạng rất thịnh hành. Cho anh thời gian một phút. Giúp tôi hạ nó. Một phút? Anh đang đùa với tôi sao? Ai rảnh mà đùa với anh? Được, tôi sẽ thử. Nó có tiêu chuẩn AES 256 bit. Hệ thống bảo mật 30 giây. Anh là hacker, anh biết mà. Một mình tôi không thể làm xong. Tường lũ của nó rất phức tạp. Anh chơi thật sao? 20 giây. Được rồi, tôi thử lại. Nó có một đội chuyên gia chống hacker 24/24. Trừ phi một mình anh vào, sau đó một người khác cũng vào theo. 10 giây, bắn chết tôi cũng vô dụng. 5, tôi thực sự không có cách. 4, tôi không thể làm xong. 3, 2, bắn đi, bắn đi. Vậy nên, cần cả hai chúng ta mới có thể xâm nhập vào. Đúng chứ? Quang Ninh gia nhập. Lưu Khôn, ông chủ của PayPay, hoàn toàn tin tưởng đội chuyên gia chống hacker người Israel của mình. Đội chuyên gia này làm việc trong phòng bảo vệ hệ thống khép kín, mỗi ngày thay phiên nhau trực 24 tiếng đồng hồ, 3 người một nhóm, cứ cách 4 tiếng thì nhóm này sẽ thay thế nhóm kia. Khi vào làm, phải thông qua kiểm tra chân tay và xác nhận giác mạc thì mới có thể vào được hệ thống. Đây cũng chính là lúc họ dễ mắc sơ hở. Kế hoạch của chúng ta cũng sẽ bắt đầu tại đây. Xin chào, đồ ăn đây. Sao cô ta lại ở đây? Hình như là bánh quy. Ngon quá. Cảm ơn. Tạm biệt. Tạm biệt. Tôi thích bánh quy. Ngon thật. Tuyệt vời. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì vậy? Tránh ra. Được rồi, nhanh lên. Các anh làm gì vậy? Quay lại đây. Quay lại.
trông chào cậu. Hãy chuyển 1 triệu euro vào ngân hàng Thụy Sĩ. Khi tiền được chuyển vào, hệ thống PayPay sẽ tự động khôi phục. Tận hưởng nhé. Sắp xếp chuyển tiền. Hai người cũng thật là ăn ý. Chuyện đó là đương nhiên. Chúng tôi đã ở bên nhau bao nhiêu năm nay, chắc chắn là ăn ý hơn với anh nhiều. Anh ta nghĩ nhiều rồi. Em đi nói chuyện với anh ta đi. Tôi không biết uống rượu. Thử chút vậy. Mùi chị cũng ngon đấy. Thảo nào các người thích uống rượu đến vậy. Đúng là đồ tốt. Cẩn thận, sau khi tỉnh rượu chưa chắc sẽ dễ chịu đâu. Vậy thì không tỉnh lại nữa. Cạn ly. Hãy tận hưởng đêm nay. Tô Nghi đi đâu vậy? Khi cậu được sống lại, hãy nghĩ kỹ xem bản thân đã làm sai điều gì. Đừng. Thứ quái quỷ gì vậy? Kiểm tra hoàn tất. Kiểm tra giấc mơ là phát minh của chuyên gia người Mỹ. Chương trình mô tả tâm lý hành vi. Chúng tôi chuyển giấc mơ được thiết kế sẵn thành sóng điện cho vào não cậu. Chúng tôi muốn nhanh chóng biết được khuyết điểm tính cách và nỗi sợ hãi bên trong cậu thông qua phân tích não bộ của cậu, cũng như hướng phát triển tình cảm có thể xảy ra trong tương lai. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là huấn luyện khả năng chịu áp lực tinh thần của cậu nhanh nhất có thể. Tôi thấy là mấy người muốn chơi cho tôi chết. Trong giấc mơ, cảm xúc của cậu vô cùng mâu thuẫn. Sóng điện trong hệ truyền điều khiển cảm xúc của cậu hoạt động quá mức mạnh mẽ. Nghĩa là cậu không chỉ có tình cảm với Tô Nghi mà còn có tình cảm với Kiều Phi. Xin lỗi. Chúng tôi cải tạo nó thành thiết bị Bluetooth tiện dụng. Cậu chỉ cần mở nó lên thì có thể gửi email cho tôi. Yên tâm, tôi ở Hồng Kông sẽ âm thầm bảo vệ cậu. Còn nữa, chuyện xảy ra sau này không còn là trong mơ nữa. Tuyệt đối đừng tin lời người xấu đấy.